Bên anh làm gì vậy? Nè, tối nay anh ngủ ở đây, anh không có được mở cửa cho ai nha. Khi nào tôi gọi anh mới được mở nha. Tôi hiểu rồi. Mà anh có nhớ anh tên gì không? Tôi tên Robert. Anh là gì của tôi? Tôi là anh họ của Minh Anh. Ngoan. Cúi đầu xuống. Theo tôi được biết thì đây là hành động của người dành cho con chó. Ủa? Sao anh biết? Cơ sở dữ liệu của tôi có lưu trữ điều này. Chờ tôi chút đi. Alo, ba nghe nè con. Dạ. Con gọi để hỏi ba cái này. Con lụm được một con robot thì con có được đem nó về nhà không ba? Được, con cứ đem về nhà để đi, đâu có sao đâu. Dạ, nhưng mà nó hơi bự nha ba. Bự cỡ nào? Nó bự cỡ ba luôn á. Thôi, con gái đừng có giận với ba nữa. Khuya rồi, để ba ngủ. Dạ. Mà nè, con coi sắp xếp rồi đi chơi về sớm ở dưới ngoài, chứ để ngoài ở một mình buồn lắm đó. Con biết rồi, mai tụi con về nè. Mà ba, chủ con robot giờ làm sao? Cô gái của ba đừng có giận ngay nữa. Khuya rồi, con cũng đi ngủ sớm đi. Dạ, vậy ba ngủ ngon. Chúc con gái ngủ ngon. Dạ ba. Không cho thì mình tìm cách. Làm gì vậy? Mình anh buồn. Sao anh biết? Tôi có khả năng nhận diện cảm xúc của con người. Thôi, vậy đi. Giờ anh ngủ đi, tôi đi về. Robot không cần ngủ. Vậy thôi anh muốn làm gì anh làm. Nhưng mà nè, anh có nhớ tôi dặn anh gì không? Ngày hôm nay tôi ngủ ở đây, không được mở cửa cho bất kỳ ai. Khi nào mình anh gọi mới được mở cửa. Tốt, vậy nha. Chúc ngủ ngon. Tiền băng keo cá nhân Minh Anh. Đào ơi, sáng giờ bà có thiếu tiền túi gì không vậy? Thiếu gì? Có mượn mà đâu. Ôi da. Sao? Mụn phải không? Ra đây cho này nè. Gì? Đây, hãy dùng đời của Maclean để rửa mặt. Với tinh chất curcumin dạng nano với chiết xuất từ lá niêm và vitamin A sẽ giúp cho da của Bích Đào sạch sẽ và mờ xẹo nhanh hơn. Cảm ơn nha. Nghĩa gì? 45.000. Gì 45.000? Mày xài rồi mày đưa tao tự nhiên mày lấy tiền. Ủa thì tôi xài rồi tôi mới lấy 45.000. Chứ nếu tôi chưa xài tôi đã lấy bà 95.000 rồi. Giờ sao? Bạn có muốn lấy không? Không thì trả đây. Được rồi. 5 chia 2 sao là 45. Thôi tiền. Đại xíu. Ê Minh Anh. Dạ. Mai anh họ mày có đi chơi chung tụi mình không? Chắc là có. Sao vậy? Tao hỏi để biết ngày mai tao mặc đồ đẹp á mà. Trời. Nè, đừng có nói với tôi là bà để ý ông anh họ nha. Có đâu. Thôi tao đi rửa mặt đây. Robert, Minh Anh nè, mở cửa đi. Robert, mở cửa. Ê, không có giỡn nha. Robot. Chào buổi sáng Minh Anh. Anh đi đâu vậy? Tôi là bữa ăn sáng cho Minh Anh. Tôi đã dặn anh là ở yên trong phòng không được đi ra ngoài mà. Nhiệm vụ của tôi là phục vụ cho Minh Anh. Và Minh Anh chỉ có dặn là tôi không mở cửa cho ai ngoài Minh Anh.
Ờ ha. Mà thôi có đồ ăn là được rồi. Em có ông anh họ tốt lắm á, sáng là mượn bếp của anh làm đồ ăn cho em rồi. Dạ. Bên anh ăn đi cho nóng. Người ta đang ăn đừng có nhìn, nhìn ngại sao người ta ăn được. Ngại là sao? Ha quên. Anh không phải là con người anh không hiểu được đâu. Tại sao phải ngại? Khi nào thì ngại? Vậy tôi có phải ngại chung với Minh Anh hay không? Ủa tự nhiên sao lại hỏi nhiều quá vậy? Tôi muốn biết rõ hơn để phục vụ tốt cho Minh Anh. Wow, mùi đồ ăn đâu thơm quá vậy. Trời ơi, công nhận anh họ của Minh Anh chu đáo thiệt luôn á. Anh họ Robert, chắc là anh có làm phần cho tụi em chứ hả? Tôi chỉ làm cho Minh Anh. Minh Anh có anh họ nấu đồ ăn cho ăn sướng thiệt. Ước gì. Thu Chi muốn ăn hả? Để Bảo Long nấu cho ăn nha, bao đã luôn. Thôi khỏi đi, cái trình nấu ăn của bạn ai mà không biết. Còn trái cây còn không xong mà đặt nấu ăn, nấu ăn. Vậy thôi, tụi mình đi ăn sáng đi. Thôi. Hay là anh vào làm thêm vài phần nữa đi. Ê, vậy mà hợp lý nha bạn. Tại vì ta đâu biết mình xuống khi nào đâu, ta làm đúng không? Vũ lát nữa mình mới xuống rồi, nguội sao? Đúng. Giờ nè, mình xuất hiện hò mặt ra. Ăn gì bồ? Tôi ăn này đó, đem ra đồ nóng ăn đàng hoàng đúng không bồ? Ý. Ê, tới rồi. Hấp dẫn quá. Mirinda và đồ ăn của Minh Anh. Công nhận Minh Anh ăn nhiều thiệt. Chúc Minh Anh ngon miệng. Ủa? Gì vậy bồ? Không phải, ý của em là nhờ anh làm đồ ăn cho tất cả mọi người á. Hiểu lầm xíu. Ê, anh họ của mày chán thiệt luôn. Giờ hai phần này tính làm sao? Thì ông đói ông ăn trước đi. Thu Chi ăn đi. Được không? Được. Nhắm ăn mình nuốt trôi được thì ăn á. Vậy thôi, đợi bưng ra đủ rồi ăn luôn. Nên vậy. Ủa, sao cái tôm này với dĩa kia nó khác cấu trúc nhau quá mày? Mình là thơm, mình ăn đi, đói quá rồi, mất công xỉu á. Đúng rồi. Đây, để mất cho, để mất cho. Ui, nhắn đi. Chuyện này cũng con gái. Đây, Bảo Long. Ngon ngon bồ, ngon bồ. Ngon. Ngon thiệt á. Anh không ăn hả? Hồi sáng anh ăn rồi, đúng không anh Robert? Đúng không? Tôi chưa ăn. Nhỏ này, ăn thì ăn chung mình cũng không biết nữa. Anh ngồi xuống đây ăn với tụi em đi. Anh ngồi đây đi, ngồi ăn chung tụi em. Đây, để đi Hiền múc cho. Ngon quá. Nè, ăn đi. Ăn đi anh. Tôi không sao. Lâu rồi không ăn nên bộ máy chức năng bên trong hoạt động không tốt. Trời ơi, anh bà nói gì vậy? Tại vì ảnh đi nước ngoài về á, cho nên tiếng Việt của ảnh nó hơi lộn xộn xíu, chưa có quen. Ý của ảnh nói là tại vì ăn dội quá nên miệng sặc. Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ là trong cái lúc mà đập đi xây lại á, cắt lộn cọng dây nào á, đúng không anh? Tôi nghĩ là vậy. Ăn đi, mày tào lao quá. Ê, anh ăn cơm được luôn hả? Tôi được tích hợp ăn uống để phù hợp với môi trường sống. Đồ ăn và thức uống được đưa vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành năng lượng, nhưng ít hơn năng lượng điện nạp vào. Vậy là anh vẫn phải sạc pin. Đúng vậy. Minh Anh ơi, lẹ lẹ lên. Ra liền. Minh Anh, bà với anh họ lên xe đó nha. Cảm ơn bà nha.
biết chạy xe không vậy? Tôi không biết, nhưng tôi học rất nhanh. Nói nó bị cấn dây mà không ai tin. Ơi, tao muốn đi chung xe với anh họ của mình anh. Mày khùng hả? Anh em ta để anh em ta đi chung. Xe còn dư chỗ mà lên đại. À. Đi thôi mọi người ơi. Ê, Chi. À, Bá Long còn dư một người cái... Chở mày cho. Ok, tôi mặc đồ cũng khó chịu quá. Bye bye. À, xe này là xe số, phải vô số mới chạy được. Tôi được lập trình để học hỏi nhanh. Trời ơi, đẹp quá à. Ê, chụp hình cho ta đi. Ôi, né ơi, né ơi. Đẹp quá vậy. Con ngựa có cái đuôi kỳ quá. Các bạn. Thôi, anh họ chịu nói chuyện rồi. À. Phải công nhận là cơ chế thăng bằng của các bạn tốt thiệt. Là sao? Xe máy á, các bạn thăng bằng rất tốt. Ờ, phải công nhận là ông bác sĩ phẫu thuật cho anh ẩu thiệt. Tôi nôn cả bác sĩ đó. Ê, xe của tôi 50 phân khối mà chạy cũng được lắm á. Chứ sao, Kimco Visa mà. Ê, con ngựa kìa, coi nó có chạy đi đâu không? Con ngựa nó lạ. Hôm bữa cái này con Alin xài được không? Ờ, hiệu quả thiệt luôn á. Coi nè, cục mụn ta hết sơn với đỏ luôn phải không? Chứ sao? Nè, mình có tiếp mới nè, bạn mua không? Rồi mày điên hả? Thủ 100g là mới xài hôm qua, sao hết liền được? Tại vì đâu rồi, ở đâu mày muốn mua dự trữ sao? Quở tao có một quở đúng không? Không có, nhưng mà mai mốt cần là phải kiếm mình như chưa? Dạ. Thôi chụp hình cho tao đi, đẹp quá rồi luôn nè. Đây, điện thoại đây. Ê, đói bụng quá mày. Ê, mấy bồ. Ê, đi chơi mà không ăn uống gì hết, tôi đói quá. Dạ mày hay ai đi mua đồ ăn đi, tao bị mỏi chân quá à. Ôi, tao lười di chuyển lắm bộ ơi. Hai cái người này, đi xe không mà cũng mỏi nữa là sao? Ê, Thu Chi, ấy tôi với Thu Chi. Thôi được rồi, để tao đi cho. Tụi mày quá. Mời nha. Đâu có nhờ đâu, thá biển hoài vậy. Ê, lên tôi chụp lại cho. À bà ơi, có một phần bánh tráng nướng đựng bò ớt giùm con nha. Dạ vâng, em biết rồi. Dạ, em đang khởi. Trời ơi, hôm nay em không biết làm đâu. Dạ. Gì vậy? Không được làm hại Minh Anh. Khùng hả? À, chị ơi, cho em xin lỗi, bạn em không cố ý chị. Trời ơi, tự nhiên sao anh bạo lực quá vậy? Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Minh Anh. Nhưng mà là người ta con gái, anh hiểu không? Đối với con gái là anh phải nhẹ nhàng, mềm mỏng. Nhẹ nhàng, mềm mỏng là sao? Thì... Em, anh rất xin lỗi chuyện Tú Hoa. Tại vì anh lỡ lời chứ không phải là anh cố ý đâu. Em có biết tại sao Đà Lạt cũng lạnh không? Tại vì tất cả ánh nắng đều nằm trong ánh mắt của em đó. Anh này. Đó, anh bắt chước y chang anh nói là được. Ê, tôi thấy không khí này lắm luôn mấy bồ. Trời xe xe lạnh rồi, mưa lắm tắm ở trên Đà Lạt mà. Trời này mà ăn bánh tráng là số 1 luôn á. Bánh tráng nóng mà hơi dai. Ngon quá. Tôi thấy á, ăn cái gì mà uống với Miranda cũng thấy ngon á. Ngon. Ngon. Lát mọi người đưa tôi 10.000. Gì? Tôi đã đưa cho ông Chi 10.000. Tại vậy chứ. Ngon quá. Em có biết tại sao Đà Lạt luôn lạnh hay không? Bởi vì những tia nắng đều nằm trong mắt của em hết rồi. Hãy cho anh biết đường nhờ trái tim em ở đâu đi. Nè, anh, con Chi, đừng nói là
anh làm gì vậy? Xin lỗi, Bảo Long không phải là con gái. Thôi để tôi nói cho mọi người nghe. Trời ơi, ở đây anh đừng có nói vậy, người ta hiểu lầm đó, đây là Việt Nam mà. Mình anh có biết tại sao Đà Lạt luôn lạnh hay không? Không có giỡn nữa. Tại vì ở bên nước ngoài anh hay giỡn như vậy á, không có gì đâu. Bên người nước ngoài ta hay nói vậy á, Nghị nó biết cái này nè, đúng không Nghị? Đúng rồi, đúng rồi. Ở bên Mỹ hả, với bên châu Âu á, là người ta đối xử với nhau nền nã lắm, gọi là romantic ga lăng lắm. Biết sao biết rõ chủ này không? Tại tôi đã qua bển rồi. Nè, cái mục vùi của tôi là đi cấy bên Pháp nha bộ. Vậy là ông giỡn phải không? Ừ. Chứ tưởng thiệt là... Thôi, ăn lẹ đi. Còn đi qua Hồ Tiền Lâm chụp hình nữa, đứng nãy giờ chụp nát ở đây rồi. Đúng rồi. Tôi sẽ bảo vệ cho Hù Chi. Vừa đi về ăn đi, mệt quá, tự nhiên đứng đợi ăn xong đi. Đi đi mới rồi, đi mới rồi. Đi đây đi. Mời nha. Bà đứng xuống vô đi, tôi chụp cho. Chụp cho bà khó luôn, chứ thành công. Ủa, cái này là đi tao bây giờ. Bà Long, chụp cho Thu Chi mà. Quá xinh nè. Anh Hòa. Anh đây. Tới đây làm chi? Kiếm chuyện với Hiền à? Em sợ giữ cô bé. Anh tới đây để đi chơi mà. Với lại tụi mình vô tình gặp nhau mà em. Đi đi. Ở đây một hồi có chuyện không hay đâu. Đúng rồi á bồ. Đứng đây một hồi tôi sợ tôi nói chuyện hả? Tôi gồng cơ bắp tôi lên hả? Đánh bồ ná thở bồ. Đập vô mặt nó được rồi. Mát gì con cơ bắp. Dù sao đi nữa, anh với em cũng từng là một cặp đôi hiền hòa rất là đẹp rồi đúng không? Cho dù bây giờ anh với em không còn quen nhau nữa thì anh vẫn muốn chia sẻ với em một số chuyện. Ê, tụi bay, tao thấy chút nữa có chuyện thiệt á. Anh yêu, em có nước cho anh rồi nè. Xin giới thiệu với các bạn, đây là Hợp, bạn gái hiện tại cũng như trong tương lai của tôi. Các bạn biết không, nếu mà trong tình yêu á mà chỉ có hiền hòa thôi thì nó rất là nhàm chán. Mà quá khứ của tôi á, nó vừa tẻ nhạt, nó vừa nhàm chán thì đâu thể nào mà hòa hợp với tôi được. À, thì ra kia là con nhỏ yêu cũ mà anh hay kể với em đúng không? Đúng rồi em. Giống bà cụ non mà ăn mặc lúc nào cũng kín đáo đó hả? Mình thắc mắc có một cái á, một con nhỏ nhàm chán vậy mà có cả một cái lũ bạn để chơi chung nữa. Ê bồ bồ bồ. Bồ chơi ho lao rồi đó bồ. Còn cái bà hợp tác xã nữa, tôi nói bà luôn nè. Bà nói người ta mặc đồ bà có nhìn lại bà không hả? Đi lên là làm mặc đồ mạ vàng nữa chứ. Tính kiếm suối vàng hả? Suối vàng bên kia kìa bồ. Mày dám? Mày có im đi không? Mày có tin tao thể có một rồi mày đi không? Tôi nôn quá bạn ơi. Còn nhỏ này nữa, nhàm chán vậy cũng kiếm được một thằng bạn mới để chơi chung mà. Sao? Mày muốn chơi không? Tôi không muốn chơi với anh. Còn tao muốn chơi với mày á. Mày muốn bao giờ gái với vậy? Nè. Thank you.
lạnh vậy? Ăn bánh tráng nóng hổi ngon quá ha. Không có một miếng luôn. Xương mà nó là chạy xe nè. Xương mà nó là vần vần ở trên mặt nước luôn á mọi người. Ok, mọi người nhớ ủng hộ cho Pháp TV cũng như ủng hộ cho hai team trong season 6 lần này nha. Lạnh quá. Hồi nãy á mọi người, tôi ăn cái bánh tráng này lúc quay là 11 giờ, 12 giờ. Mình đang quay thì trời bỗng nhiên có mưa. Tôi nghĩ là sẽ được ăn cái bánh tráng mới nhưng nào đâu. Bánh mì hấp. Bánh mì hấp. Quen quá. Con mã vàng hả gì? Hả? Muốn xuống số vàng gần đây hả bồ? Bùm. Anh không sale em. Anh không sale em. Anh có sale không? Chưa giảm giá.